este año. Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu kia trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy thầy chào. Nhìn tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang đủ tiền lo lắng, và trong thâm tâm tan theo những nghi ngờ. Quá dài và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn, để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Chờ chờ người ta vẫn chân lên đón về mình. Những trong ngày nhiều lo lắng, nhiều khi cô đơn trong lòng hoa lắm, nhưng xung quanh ta đôi khi thấy đơn đồng. Nhiều gian nan, nhiều khốn khó, nhiều khi mây đen bao mưa gió, nhiều khi mơ trẻ như quá xa xôi. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Giữa làn sương sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn khó trải nghiệm bước đi còn bước nào, và đỉnh núi ta vẫn đón chờ, chờ người ta bước chân lên.